việc chăm heo thôi mà làm cũng không xong nữa. Bà nói thì hay quá, bà làm thử tôi coi nào. Đi đây tôi làm cho. Làm thế này heo thì tôi chết đói lắm. Nè nhìn nè. Bà thái vậy còn chậm hơn cả tôi thái rồi đấy. Mày tiền đúng không ạ? Không cái gì thái nhanh hơn không nhỉ? Bà cứ để đấy, tôi đã có cách. Ông trước giờ ăn nhậu chứ có làm cái gì đâu. Ông kiếm cái gì? Bốn giờ rồi đấy. Nay con chưa về nữa. Nhậu suốt thì nhậu về đây rồi biết. Bà, từ nay bà không phải thái trừ nữa. Việc này cứ để tôi lo. Làm cái gì? Làm gì giờ này mới bảo về? Ông lo cái gì? Thái chuối cứ để tôi lo, 30 giây một cây. Ra ngoài cướp. Ông thấy cái đống chuối này chưa? Từ nào ông xử lý được cái đống này đi. Rồi ông muốn làm gì ông làm. Đây, bà ra đây tôi cho bà coi. Cái gì? Đi ra đây. Máy thái chuối. Ông mực biết tìm cái máy này. Ông đầu chỉ biết bia với rượu thôi. Vào làm luôn mà.
Vâng, và đây là thành phẩm sau khi chúng ta băm cùng với chiếc máy băm cỏ 1.5 kW.